Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh các cửa hàng bán lẻ và nhiều kênh bán hàng điện tử phát triển, thì chợ truyền thống cũng cần tự thay đổi theo hướng văn minh hiện đại. Đây không chỉ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hướng đến phục vụ tốt hơn cho khách hàng, mà còn góp phần tăng thu nhập cho người dân. Chợ Phước Thọ, phường 8 là mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đầu tiên của tỉnh. Đây cũng là chợ sẽ chuyển sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh, khai thác, quản lý trong thời gian tới. Ngoài được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hệ thống camera giám sát, phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh, mua bán, thì văn minh thương mại luôn được tiểu thương ở chợ quan tâm thực hiện bằng nhiều cách. Chợ an toàn thực phẩm là mình mua đồ có nguồn gốc rõ ràng, cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách hàng. Chợ văn minh thì mình cũng phải lịch sự với khách hàng, bán mình phải niềm nở, vui vẻ. Chợ Phước Thọ phường 8 này á, bán đồ ăn là hoàn toàn là thấy rất là tự tin, rẻ, ngon, về người bán rất là thân thiện, bán sắp xếp đồ cũng gọn gàng, nhìn thấy cũng sạch sẽ. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 115 chợ. Để xây dựng chợ văn minh hiện đại, không chỉ đơn thuần là đầu tư hoàn thiện hạ tầng, mà còn kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ và khuyến khích phát triển mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm, chợ văn minh thương mại gắn với chuyển đổi số. Thanh toán theo quét mã QR không ạ? À? Quét đó nó mau, với trẻ với cơ quan nhà nước bây giờ cũng là chuyển khoản không. Phải có niêm giá rõ ràng, trưng bày cũng phải sạch sẽ, lịch sự. Bên cạnh việc sửa chữa hạ tầng, trang trí lại các khu vực chợ là cũ, các bảng hiệu, quầy sạp, thì ban quản lý chợ cũng tuyên truyền cho bà con tiểu thương về việc kinh doanh mua bán văn minh trong thời đại mới. Quan tâm đến công tác phát triển chợ, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng vừa có đợt kiểm tra giám sát về công tác này. Qua đó, Ban Kinh tế Ngân sách cho rằng việc xây dựng chợ văn minh hiện đại cần có sự kết hợp nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải nâng cấp sửa chữa cái cơ sở hạ tầng để kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là chuyển đổi cái mô hình từ ban quản lý chợ sang doanh nghiệp hợp tác xã khai thác quản lý chợ. Thứ hai là nâng cao cái văn hóa ứng xử của tiểu thương ở trong chợ đối với khách hàng, cũng như là các cái hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ ba là chuyển đổi số trong chợ, cần thiết phải để cho bà con tiểu thương tiếp cận với các cái công nghệ. Từ đó thì nâng cao cái khả năng kinh doanh, phải có sự sắp xếp khoa học của các cái ngành hàng, làm sao để người dân thuận lợi trong mua bán kinh doanh, đồng thời cái người mà người ta đến chợ thì người ta cảm giác là một cái chợ văn minh. Để việc đầu tư phát triển chợ theo đúng lộ trình, định hướng, hiện ngành công thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý, xây dựng và phát triển chợ của tỉnh. Bởi khi hình thành được hệ thống chợ văn minh hiện đại, tiện lợi, sẽ giúp các chợ hoạt động hiệu quả. Đây là nhu cầu thiết yếu và phù hợp xu hướng phát triển hiện nay.